Xin mời quý vị tiếp tục cập nhật các tin tức đáng chú ý trong chương trình Tin sáng ngày 10 tháng 1 trên kênh FBNC. Thưa quý vị, góp ý kiến và đề xuất đánh thuế với mặt hàng nước ngọt mới đây thì nhiều bộ ngành hiệp hội đã bày tỏ quan điểm không đồng tình với đề xuất này. Trong văn bản gửi Bộ Tài chính góp ý việc sửa đổi bổ sung 5 luật thuế, Bộ Công Thương cho rằng lý do cơ quan tài chính đưa ra bổ sung nước ngọt vào danh sách hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt về lý do mặt hàng này chứa đường ảnh hưởng tới sức khỏe là chưa thuyết phục. Ngoài ra, Bộ Công Thương cho rằng những sản phẩm Bộ Tài chính liệt kê là nước ngọt như trà, cà phê không đường và đưa vào diện đánh thuế không thống nhất với lý do Bộ này đưa ra. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho rằng chưa có nghiên cứu nào về việc lạm dụng đồ uống có đường, trà, cà phê uống liền dẫn tới thừa cân, béo phì, bệnh tim mạch và tiểu đường ở Việt Nam, nhất là ở trẻ em. Bộ Nông nghiệp đề nghị ngoài xác định rõ khái niệm đồ uống có đường để đưa vào đối tượng đánh thuế phù hợp, Bộ Tài chính không nên đưa trà, cà phê uống liền vào danh mục chịu thuế suất này. Còn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách đối với ngành công nghiệp đồ uống, thu ngân sách nhà nước và các yếu tố khác như lao động, việc làm, cung ứng nguyên vật liệu, nhất là nguyên liệu chè, cà phê, mía đường. Trong khi đó, giải trình cho đề xuất của mình, Bộ Tài chính cho biết theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO hiện nay, có khoảng 40 nước đang áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt. Tại thư gửi Bộ Tài chính mới đây về khuyến nghị đánh thuế nước ngọt, WHO cũng khuyến nghị Việt Nam nên tăng thuế sao cho có thể đạt được sự tăng giá bán ở mức 20%. Bệnh viện nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng cơ thể suy nhược, đau dữ dội khắp người. Một bệnh nhân đã tử vong. Nguyên nhân được cảnh báo là do nhiễm giun xoắn do ăn phải lợn ốm. Bệnh nhân này có biểu hiện đau dữ dội khắp toàn thân, sốt cao, tiêu chảy sau hơn một tháng ăn phải thịt heo bệnh. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm giun xoắn, được các bác sĩ tại đây điều trị theo phác đồ thuốc đặc hiệu, chăm sóc tích cực, nuôi dưỡng xong dạ dày. Trước đó, đầu tháng 12 năm 2017, tại xã Mù Cả, huyện Mường Tè, Lai Châu, hàng chục người dân đã ăn thịt heo bệnh. Sau đó, 5 người xuất hiện dấu hiệu đau bụng, tiêu chảy, sốt, đau dữ dội các cơ bắp được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Hai trường hợp nặng nhất được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, trong đó một người đã tử vong. Giờ chúng tôi chẩn đoán bệnh nhân là một tình trạng là giun xoắn. Chúng tôi đã làm xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán giun xoắn thì dương tính. Thế và sau khi điều trị theo đặc hiệu cộng với cả hỗ trợ dinh dưỡng cũng như là hỗ trợ truyền dịch bù điện giải thì hiện tại bây giờ bệnh nhân thì tình trạng cải thiện hơn. Bệnh nhân cũng đã đỡ đau cơ hơn. Thế và cái xét nghiệm CK là cái xét nghiệm mà để phản ánh cái tình trạng tiêu cơ vân của bệnh nhân cũng đã giảm xuống. Đây là hai trường hợp đầu tiên trong nhiều năm qua bị nhiễm giun xoắn được nhập viện tại đây. Các bác sĩ cảnh báo con người khi ăn thịt heo, thịt rắn không nấu chín, tiết canh cũng bị nhiễm giun xoắn. Khi giun xoắn chui vào ruột sẽ đẻ trứng, xuyên qua thành ruột vào máu, chạy vào các cơ thành các ấu trùng giun xoắn trong cơ thể. Thường là một con giun trưởng thành nó có thể đẻ hàng trăm trứng và trong một gam thịt ấy, thì có thể có từ vài chục đến vài trăm cái ấu trùng ấy, cho nên cái lượng giun trong ruột bệnh nhân có thể rất nhiều. Và nếu như nó đẻ trứng, nó phóng thích ra các cái ấu trùng quá nhiều vào các cái cơ, thì nó sẽ gây tổn thương cho cái người bị nhiễm. Từ nay cho đến Tết Nguyên đán, các bác sĩ cảnh báo người dân không ăn tiết canh, không ăn chế phẩm từ heo bệnh, chết để đề phòng nhiễm giun xoắn, giun từ các ấu trùng khác. Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ có khoảng 1.000 đơn vị cá nhân có nhu cầu tuyển dụng 5.000 việc làm dành cho sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu tuyển dụng sinh viên làm việc bán thời gian trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2018 tăng cao. Việc làm được tuyển dụng chủ yếu là các công việc đặc thù trong dịp Tết như thu ngân, nhân viên kho, nhân viên lên hàng, gói quà, chế biến tại siêu thị, phục vụ, phụ bếp, giữ xe nhà hàng, chuỗi cửa hàng ăn uống, nhân viên kho bãi, phụ việc nhà, dọn vườn, trông coi nhà cửa, phát bao lì xì. Mức thu nhập trung bình là 15.000 cho đến 50.000 đồng một giờ hoặc 140.000 cho tới 300.000 đồng một ngày. Đối với sinh viên làm việc trong ngày Tết Nguyên đán, doanh nghiệp sẽ trả lương cao gấp đôi, gấp ba hoặc tặng quà lì xì. Thực vị trong bối cảnh công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến nhiều ngành sản xuất, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang tiên phong đầu tư đổi mới công nghệ để bắt kịp xu hướng này. Công ty cổ phần thép Pomina là một trong những doanh nghiệp như thế. Pomina là nhà máy thép đầu tiên sử dụng công nghệ luyện Consteel bằng lò điện EAF vào trong quá trình sản xuất. Với công nghệ này, tất cả các xỉ và tạp chất đều được loại bỏ hoàn toàn, giúp làm sạch thép lỏng, vì độ sạch của thép ảnh hưởng rất lớn đến tính chất cơ lý của thép. Thép càng sạch thì cơ lý tính càng tốt. Ngoài ra, công nghệ này được trang bị hệ thống nạp trợ dung tự động với mức độ tự động hóa level 2, linh hoạt trong việc sản xuất các mét thép, đảm bảo không có sự sai sót mà các lò trung tầng khó có thể thực hiện được.
Không những tiên phong đầu tư đổi mới công nghệ, Bomina còn áp dụng quy trình sản xuất khép kín, không có sự can thiệp thủ công, với hệ thống thiết bị công nghệ cao từ các nhà cung cấp hàng đầu châu Âu như SMS, Siemens và Tenova. Đánh giá cao cái phong cách phục vụ, rồi là cái tinh thần hợp tác chia sẻ trong kinh doanh của thép Việt Bomina. Và chúng tôi tin rằng là trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, phát triển và hợp tác cùng với Bomina tốt hơn nữa. Công ty là đối tác tin cậy các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu như Cotecon, Hòa Bình, Cofico, Vingroup, Phú Mỹ Hưng, Đại Quang Minh trong hơn 20 năm qua. Bomina hiện cũng dẫn đầu thị phần thép xây dựng tại khu vực phía Nam và đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu thép xây dựng sang các thị trường khó tính như Mỹ, Canada và một số quốc gia khác. Chương trình đi bộ từ thiện Lauren Sting năm 2018 sẽ được diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 1 tới với chủ đề Bước chân chia sẻ. Thông tin vừa được công ty phát triển Phú Mỹ Hưng công bố tại buổi họp báo vào sáng ngày 9 tháng 1. Theo đại diện công ty phát triển Phú Mỹ Hưng, năm 2018 đã là năm thứ 13 chương trình đi bộ từ thiện Lauren Sting tổ chức. Chương trình năm nay mang thông điệp Bước chân chia sẻ và sẽ được diễn ra vào lúc 6 giờ 30 ngày 20 tháng 1 năm 2018 tại khu The Crescent, đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề Bước chân chia sẻ, năm nay, ban tổ chức chương trình đi bộ từ thiện Lauren Sting quyết định chọn màu xanh da trời, màu sắc tượng trưng cho niềm tin và hy vọng làm màu áo chủ đạo. Ngoài ra, chương trình cũng có những thay đổi trong tổ chức như bổ sung các tiết mục biểu diễn sôi nổi, rút thăm trúng thưởng, v.v. Đặc biệt, ban tổ chức sử dụng hình ảnh những bước chân làm các hoạt động cổ động trong suốt lộ trình đi bộ. Theo đó, 4 trạm cổ động mang tên Bước chân mạnh mẽ, nhảy thiết hài, bước chân uyển chuyển, shuffle dance, bước chân truyền lửa, nhảy cổ động và bước chân năng động đầy nhiệt huyết, nhảy can-can sẽ được bố trí dọc theo lộ trình dài khoảng 2 km của chương trình. Các hoạt động này dự kiến sẽ tăng thêm tính thú vị và hứng khởi cho những người tham gia đi bộ. Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình đi bộ Lauren Sting lần thứ 13 đã vận động, quyên góp được gần 2,8 tỷ đồng từ những doanh nghiệp, cá nhân tham gia đi bộ. Trong đó có những đơn vị tích cực như công ty tập đoàn Mai Linh, công ty taxi Việt Nam, công ty bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng, công ty chứng khoán Phú Hưng, v.v. Phải đánh giá là tính lan tỏa của chương trình rất tốt. Hàng năm công ty chúng tôi tham gia với hơn 100 và gần 200 lượt cán bộ nhân viên tham gia chương trình. Nó tạo ra một cái sự lan tỏa cho toàn bộ doanh nghiệp chúng tôi. Và cái ý nghĩa của cái chương trình này nó góp phần tạo ra cái động lực làm việc và phát triển của doanh nghiệp. Tôi đánh giá là chương trình vẫn đang và sẽ tiếp tục có những cái phát triển tiếp theo. Thật ra là công ty Vina Taxi là doanh nghiệp đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh này. Nên là mỗi mảnh đất của thành phố Hồ Chí Minh này coi như là đều mang dấu ấn của Vina Taxi. Thì cái khu Phú Mỹ Hưng là một cái đô thị hiện đại, đô thị mới. Và đó cũng là một cái niềm tự hào của thành phố này. Thì qua tìm hiểu thì là được biết là cái chương trình đi bộ từ thiện trong nhiều năm qua đã có sức lan tỏa và mang tính hiệu quả cao. Thì ban lãnh đạo Vinataxi đã quyết định tham gia đồng hành cùng cái chương trình đi bộ từ thiện này. Chương trình đi bộ từ thiện Lauren Sting là chương trình do công ty phát triển Phú Mỹ Hưng phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận 7, quận 8, huyện Bình Chánh và Nhà Bè tổ chức. Chương trình nhằm kêu gọi quyên góp, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 quận thông qua hoạt động đi bộ. Chương trình được tổ chức thường niên từ năm 2006 đến nay. Với số lượng người tham gia đi bộ và số tiền quyên góp được liên tục tăng qua các năm, tính từ năm 2006 đến nay, chương trình đã thu hút được 182.000 lượt người tham gia và đã vận động quyên góp được gần 29 tỷ đồng, góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội và chăm sóc người nghèo tại các địa phương. Thưa quý vị, trong phần trao đổi với chuyên gia chứng khoán ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Nguyễn Anh Việt Toàn, là trưởng nhóm môi giới của công ty chứng khoán Tân Việt. Thưa anh, là chúng ta thấy thị trường trong những ngày gần đây thì vẫn đang tiếp tục cái đà tăng. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về tình hình thị trường hiện tại? Theo tôi thì thị trường đang ở trong một cái quán tính tăng rất là mạnh, với cái dòng tiền cực mạnh đang đổ vào thị trường. Có những lúc tưởng như là thị trường sẽ điều chỉnh, nhưng mà sau đó thì lập tức có một cái dòng tiền rất mạnh đổ vào để mà lại tiếp tục đẩy giá các cổ phiếu lớn lên, lôi kéo những cổ phiếu khác tiếp tục tăng. Và tôi cho là hiện nay thì rất khó để mà đoán được đâu là đỉnh của thị trường. Và như anh vừa nhắc đến là hiện nay cái thanh khoản
trên thị trường thì liên tục tăng và cái dòng tiền đổ mạnh vào thị trường. Anh có thể lý giải về cái điều này được không ạ? Theo tôi thì thứ nhất là chúng ta thấy là cái yếu tố vĩ mô đang sáng lên để mà thể hiện một cái sự phục hồi tốt đẹp của nền kinh tế, đã tạo niềm tin rất lớn cho nhà đầu tư. Đồng thời chúng ta thấy là cái thị trường chứng khoán thế giới trong thời gian qua tăng mạnh và đã lôi kéo cái lượng lớn cái nhà đầu tư, dòng tiền, dòng vốn từ nước ngoài đổ vào Việt Nam để mà tiếp tục đẩy giá cho một cái xu thế là kỳ vọng là thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng của MSCI. Và yếu tố cuối cùng là nhà đầu tư từ bên ngoài nhìn thấy là các cổ phiếu đã tăng giá một cách rất là triển vọng nên tiếp tục đổ tiền vào để mà tìm kiếm cơ hội. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là dòng tiền đang ngày càng lớn lên ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Và chúng ta thấy là cái dòng chứng khoán thì đang diễn biến rất là tích cực. Và có vẻ như là cái nhóm ngành này đang dần thiết lập một cái mặt bằng giá mới, trong khi mà cái chỉ số VN-Index của chúng ta đã vượt qua cái mốc 1.000 điểm. Vậy thì anh chia sẻ gì về cái điều này của thị trường? Theo tôi thì điều này cũng dễ hiểu, bởi vì đa số các cổ phiếu chứng khoán là những cổ phiếu có beta cao nên sẽ diễn biến rất là đồng thuận với lại diễn biến chung của thị trường. Và đặc biệt tôi cho là những cổ phiếu chứng khoán đầu ngành hiện nay vẫn đang ở dưới giá trị thực của mình. Cho nên đó là lý do mà dòng tiền đang đổ vào để mà tìm kiếm cơ hội ở nhóm ngành chứng khoán. Và tôi cho là những cổ phiếu chứng khoán, đặc biệt là các cổ phiếu chứng khoán đầu ngành, vẫn còn cơ hội để nhà đầu tư tiếp tục mua, nắm giữ để mà đầu tư sinh lời. Và ngoài cái nhóm ngành chứng khoán ra thì theo anh thì nhóm ngành hay cổ phiếu nào đáng lưu ý trong cái thời điểm hiện tại? Theo tôi thì với cái sự trỗi dậy rất là mạnh mẽ của Sachem Real, Wasan Group, những cổ phiếu mà đóng trần rất là mạnh mẽ trong phiên ngày hôm qua đã báo hiệu về một cái sự trỗi dậy của dòng tiền đầu cơ. Nếu như mà trong những phiên tới nhịp tăng của thị trường có dấu hiệu chững lại ở các cổ phiếu lớn thì đó là cơ hội để mà dòng tiền đầu cơ sẽ vào hoạt động mạnh ở các cổ phiếu mid cap và penny. Do đó nhà đầu tư nên quan sát kỹ dòng tiền đầu cơ để mà tìm kiếm cơ hội. Vâng, xin cảm ơn anh và hy vọng rằng là với những thông tin anh vừa tư vấn thì quý nhà đầu tư của chúng ta có thể cân nhắc để đầu tư thành công trên thị trường. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tin Sáng trên kênh FBNC cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.